Học trò Hà Hậu kiển hậu trường The New Mentor, Lan Khuê theo ve hai chị đại và trở ranh giới với Hương Giang. Mới đây trong livestream của mình, học trò cưng của Hà Hậu Như Vân cho biết cả trường quay rất căng thẳng lúc nữ hoàng giải trí nổi cơn giận và cãi nhau với Hương Giang. Theo đó, trong tập 4 The New Mentor, phần thể hiện của các thí sinh bỗng dưng bị lu mờ vì màn cãi nhau căng đét giữa Hương Giang và Hà Hậu. Ở vòng chơi vòng loại, nữ hoàng giải trí thể hiện sự bức xúc sau khi thành viên của đội tiếp tục bị Hương Giang loại. Hà Hậu không đồng tình với việc Hương Giang không thống nhất quan điểm chương trình tạo drama. Mới đây, Như Vân, một trong hai thành viên còn trụ lại trong đội Hà Hậu sau tập 4 vừa qua, đã lên tiếng chia sẻ cảm xúc khi chứng kiến huấn luyện viên nổi cơn thịnh nộ. Trên sóng livestream, Như Vân tiết lộ hậu trường: hôm đó thật sự rất căng, mọi người trong trường quay đều sửng sốt, đã rất lâu rồi chị Hà không có sự thể hiện như vậy vì chị vốn là một người bình tĩnh. Đồng thời, thành viên đội Hà Hậu đã bật cười và phủ nhận chuyện huấn luyện viên giật tóc hay tác động vật lý với Hương Giang. Là người trực tiếp chứng kiến sự việc, Như Vân nói: sao mà giật tóc được, đều là người lớn hết rồi, ai cũng lịch sự thì làm sao lại giật tóc đánh nhau, mình có cãi thì cãi chung môn thôi. Sau khi bị loại bốn thành viên khi chương trình chỉ mới đến tập 4, Hà Hậu chia sẻ: sau 4 tập thì Hà nghĩ mọi người bắt đầu thấy Hà dữ dằn rồi nha, vì Hà rất muốn bảo vệ thí sinh, không chỉ thí sinh của Hà mà tất cả các thí sinh tham gia chương trình. Ngoài Super Mentor dành rất nhiều thời gian tập luyện thì các bạn cũng có lịch trình tập luyện bận rộn, nên là Hà muốn kết quả lúc nào cũng phải công tâm. Chúng ta đừng chơi chiêu ở đây nữa vì chương trình đã hay rồi, tất cả thử thách cassette quay đã đẹp, chúng ta không cần chơi chiêu đá những bạn giỏi đi để bảo vệ cho đội mình. Ở đây chúng ta phải loại từ từ các bạn không có khả năng và nhường chỗ cho các bạn khác để có cơ hội được tỏa sáng. Chính vì thế mà các cuộc tranh cãi nổ ra, Hà buộc phải lên tiếng. Nếu giữ hình ảnh là người điềm đạm dĩ hòa vi quý thì Hà nghĩ nó sẽ không phù hợp với thời điểm này. Nếu các bạn để ý thì từ đầu đến cuối, Hà giữ vững một lập trường, đó là Hà không cần thắng thua mà Hà cần chương trình công tâm với các thí sinh. Trước đó, mạng xã hội từng lan truyền thông tin hai thí sinh ra về của đội Hồ Ngọc Hà sẽ có Như Vân. Tuy nhiên đến khi lên sóng, Như Vân vẫn an toàn. Nhiều người cho rằng mặc dù chỉ còn hai thí sinh, song điều này có thể giúp Hồ Ngọc Hà có thêm nhiều lợi thế, vì càng ít thành viên thì nữ hoàng giải trí sẽ có thêm nhiều thời gian thực hiện thử thách. Điều gì cũng có hai mặt, ít người nhưng chất lượng, tôi tin với đội hình không bị lệch. Đây chính là lúc hai bạn đội tôi buộc phải đấu với nhau để hy vọng một bạn đi xa hơn. Lúc này mới và cũ không còn quan trọng bằng sự quyết chiến bên trong của các bạn. Huấn luyện viên Hà Hồ nói về việc chỉ còn hai người trong đội. Ngoài ra, với kỹ năng và kinh nghiệm người mẫu có sẵn, Như Vân được dự đoán là đối thủ đáng gờm, có khả năng đi tới chung kết và chiến thắng ở cuộc thi. Ngoài ra, mới đây, dàn Super Mentor còn được cho là đang ẩn ý Như Vân sẽ là một trong ba thí sinh vào chung kết cùng với học trò của Lan Khuê và Thanh Hằng. Cụ thể, trong show diễn mới nhất của Lan Khuê với tư cách là nhà thiết kế, nữ siêu mẫu chọn Lê Thu Trang, Mai Ngô và Như Vân diễn kết hợp mở màn. Bộ ba nhận được sự tán thưởng với những bước catwalk điêu luyện. Nhiều người cho rằng phải chăng Lan Khuê đang phát tín hiệu để đào top 3 của The New Mentor, đồng thời tỏ rõ thái độ sẽ đứng về phía hai chị đại để chiến đấu với Hương Giang. Chưa rõ dụng ý của Lan Khuê là gì hay chỉ là một sự vô tình, song điều này khiến cho khán giả vô cùng hào hứng và chờ đợi theo dõi các tập phát sóng tiếp theo.